Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Em Trích là chính thức ốm rồi. Từ sáng đến giờ em hắt xì liên tục. Cứ mỗi lần hắt xì là em ra rất nhiều nước mũi đặc. Nhưng mà thôi, như thế thì mẹ em cũng yên tâm. Xem nào, sói có hiện tượng ốm từ hôm thứ hai này. Và đến bây giờ là thứ sáu, em đã hoàn toàn trở lại bình thường, không có ho, không có hắt xì nữa. Thì hy vọng là em Trích cũng thế. Em uống xong rồi à? Chút chút. Em uống xong rồi à? Sáng nay em chạy sang phòng mẹ em nằm đấy. Và em ở nhà với ba buổi sáng để mẹ em đưa anh Sói đi học. Em ở nhà em nghỉ ngơi thôi nhỉ. Do you feel better? Con muốn gì? Pink Em ốm em bảo là mẹ ơi mẹ mua cho con slime để con chơi. Ở nhà có ai được chơi slime đâu con, nó dính vào các nơi. You wanna go Nana house? You're sick. With your ponytail, ponytail. I feel better. You feel better now? Are you sure? No. Are you hot? Con còn nóng không? I look hot. You're a bit hot. A little bit hot. You wanna see your ponytail? Look. My ponytail. Ponytail. I feel better. I can go to the house. You feel better, you can go to Nana house. Hôm nay ông bà nội ở nhà này. Please. Hay là mẹ em cho em sang bên nhà ông bà nội một tí nhá. Em muốn sang, muốn sang chơi với bà nội. I wanna go. Trưa nay thì ba con Trích ăn cơm rang, trứng, rau củ. Còn mình có cái nồi cháo nấu từ ngày hôm qua ấy. Nấu một nồi cháo thôi có thể ăn 1-2 ngày cũng được, mà càng nấu đi nấu lại, cháo càng nấu đi nấu lại thì nó càng ngon đấy, mọi người công nhận không? Và mình ăn cháo là mình phải cắt thêm ớt tươi vào đây này. Đấy, cháo hành, cháo gà. Thịt gà bây giờ đưa vào trong miệng là nó tan luôn rồi. Bên này là kim chi. Mời mọi người ăn trưa nhá. Em Trích đang ngồi, à nóng quá nóng quá nóng quá. Em Trích đang ngồi xem tivi ở ngoài kia. Trích muốn ăn ổi này. There you go. Mắt em bây giờ là một mắt to một mắt bé. Vì em mệt á, mệt em hắt xì nhiều. Thế là nó kéo cái mắt xuống. Nằm 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 nằm. Ông bà nội em đi ra ngoài đi mua sắm rồi. Đi mua sắm làm lucky bags mang về cho hai anh em. Ngon không? Cái mắt bên phải này của em bình thường nhé. Mắt bên trái kia là cái mắt mà mà bây giờ đang lờ tờ mờ kìa. Chị ăn lõi chị chui á. Ôi chụp 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 chụp. Khâu 12 rưỡi rồi đấy. Em thổi đi cho nó hết lạnh. Đấy, mặt. Đâu? Khâu. Trông thì có vẻ là kiểu buồn ngủ đấy. Nhưng mẹ bảo đi ngủ thì không đi ngủ. Cold water? How about this one? Con cắn cái miếng này này, cái miếng ở giữa này này. That's middle one. Well, this one's the middle one. Middle one. Ai ai ai, cắn từ đầu chứ. Do you feel better? I want purple. Purple what? I like pink. Pink what? I like pink shirt. Thế thì phải đợi bà nội nha. Wait for Nana Papa back from the shop. Nana Papa get Zoe. No, Papa stay at home. Papa stay home? Are you sure? Ông đi ra ngoài đi mua chuyện với bà cơ mà, ông có ở nhà đâu. Bum, 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 bum,
Ăn không? Hay ra ngoài kia ngồi xem tivi với mẹ nhá. You wanna go watch movie with mommy? In the living room? The aqua died. Is it? Yeah. Oh no. And then I said, remember last time I watched something with Dad. On the iPad. When I watch something it's bad. Watch something is bad. Oh no, that's no good. Pagan. No, no, no. Pagan and you the leopard. Nói chuyện linh tinh. Go to office school. Oh yeah. Go get Ruffy from school? Yeah. Careful with your glass. You want some strawberries too? Mm-mm. Không à? I don't want bread. You don't want strawberries. I want guava. Guava. Green. Yeah, is that guava your favorite? Green. Green guava. I want green, not green guava. Green guava. I want pink guava. Oh yeah, có đấy, có ổi đào màu hồng đấy con ạ. Guava. Yeah, there is a pink guava. There is a pink guava. And blue guava. No, no blue. Có ổi hồng nha blue con nhé. Blue guava is, you can eat, it tastes like blue. It tastes like blue. Để hôm tới mẹ em hỏi xem bác bán ổi, bác có bán ổi, ổi đào không? And it tastes green. Chắc là cũng có nhỉ. Yeah. Green, mua ổi đào cho em ăn nhé. Đi, cầm ra ngoài này đi. Zoe, can you take that one? Con cầm cái đĩa đây, mẹ cầm cái này. Or mommy take them both. No, mom. Go to the living room. Đi. That's spicy. Yeah, this is for me. That for you. Come on. Đi. Take paper. Mm-hmm. Chích ở nhà sụt xịt mãi không ngủ được. Em hắt xì, em sổ mũi, em lấy giấy ướt em lau, thành ra là cái mũi bây giờ nó bị khô khô, nó bị đỏ đỏ rát rát ấy. Mình phải thoa cái kem dưỡng ẩm, thoa cái Lucas Purple vào chỗ xung quanh da mũi này cho em này. Lên đến xe thì em mới ngủ đây. Hôm nay là mình cũng đi sớm rồi đấy. Đi sớm, đi từ nhà đi là 2:05, đi từ nhà đi đến trường đây là 2:10. Mà vẫn phải đứng ở vị trí ngoài này vì đằng trước mình có rất là nhiều xe luôn. Bây giờ cả trường đi học lại rồi mà. Các bố các mẹ cũng đi sớm hơn. Sớm hơn. Chứ bình thường tầm này đi á, mẹ con Trích là ở gần cái điểm đón rồi. Trên xe phải để giấy ướt. Để em có hát gì thì em còn lau mũi. Kia có xe di chuyển rồi kìa. Mây màu tím tím. Trông thích chưa? Cái hôm mà mình vlog trời màu hồng ấy, hôm đấy là hôm hoàng hôn màu hồng cả trời luôn. Rất nhiều người chụp ảnh lại up lên Facebook. Oh my god, Papa, look! Oh wow! Where did you get them from? Papa, see them! Wow! Zoe, wear it on to keep your feet warm. To put your boots on. It's a lucky bag! Yes. Your feet warm. Oh my god, Papa. Help her, Papa. It's a lucky bag! Oh my god! Put your lamps on, then. You're a lucky girl! What did you say? Thank you! Thank you, Nana! Ooh, em có đôi bốt đi trong nhà. Wow. What in there, Zoe? Wow. Oh, is that the cupcake? That's the cupcake, cupcake, Papa. And this one? Open this one. Lucky girl, lucky girl. Yeah, Rafi, what you got, Rafi? Wow! Lucky bags. Oh my god, Nana! Cupcake. If you don't want that cupcake, you put. Oh, Zoe, what's this one? Elsa. Elsa, and here as well. Oh.
lolly and M&M. Okay, we put this one up here, okay? We put the cupcake up here. What's a piggy bank? Oh, that Elsa piggy bank. She's getting new carpet fit, isn't it? Yeah, yeah. You want Papa open it for you? Go ask Papa. Ask Papa help. And that's it. What Ruffy have? Okay. Ruffy have a rocket. Ruffy, you can coloring in this one. And keep it in your room, hey? Yeah. So that's money. Oh, money for your piggy bank. Thank you, Papa. You're lucky girl. She got really red nose because of the running nose. Yeah. So. Yeah, that's so cute. Chung chân em bị chìm. Ba sáu chiếc là cao quá nên là mỗi lần mẹ em cầm máy vlog chỉ nhìn thấy từ đây xuống thôi. Còn mình thì thấp. There you go. Yeah. You in the picture now. Nhà cho chích tối nay ăn tối ở bên nhà ông bà nội, gọi đồ Ấn Độ về ăn. Buổi chiều sang bên đấy thì mình nằm xem tivi xong thế nào gà gật ngủ. Ngủ quên mất ở trên ghế sofa, dậy đã thấy rất là ấm. Rất là kiểu kiểu như là thoải mái ấy. Thì hóa ra là bà nội đã lấy chăn nhìn thấy mình gà gật, mẹ đã lấy chăn đắp cho mình từ lúc nào rồi. Nên là mẹ em cứ gọi là tít mít ngủ tít mít, còn sáu chích thì ngồi chơi với ông bà. Bây giờ cả nhà về nhà là chuẩn bị ngồi xem phim cuối tuần và mẹ em dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng. Rồi với Nam mọi người nhá. Bye. Boom.